Các bạn thân mến, trong sáng nay, hàng ngàn người dân của Trung Quốc đã căng sức dọn một khối lượng khổng lồ bùn đất và rác thải. Khi dư chấn động đất kết đôi với mưa bão lũ lụt hoành hành ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, khiến cho nhiều khu vực chìm trong nước lũ, mưa dài ngày đã gây ra lũ lụt trải dài trên 2.600 km từ Liêu Ninh tới Sơn Đông, Sơn Tây, gây ảnh hưởng tới nhiều cộng đồng dân cư và làm gián đoạn hoạt động giao thông trong vùng. Nhưng điều kinh hoàng nhất vẫn chưa kết thúc ở đó, khi hàng loạt dư chấn của trận động đất vào 2 ngày trước ở tỉnh Hồ Bắc khiến cho thành phố Kinh Mâu Thập Yển, Sào Thị với gần 500.000 người đã ngập trong đống đổ nát do các tòa nhà bị sập. Ngoài ra, do mưa lớn trút xuống ầm ầm trong vài ngày gần đây khiến vùng đất loang lổ khắp nơi đã làm cản trở công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp do trận động đất xảy ra cách đây 2 ngày, khiến ít nhất 71 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Các lực lượng cứu hộ cho biết, mưa lớn đã khiến cho các tòa nhà bị hư hại do động đất có nguy cơ đổ sập. Chưa kể ảnh hưởng của các dư chấn động đất, việc sử dụng thiết bị hạng nặng để gạt bỏ đất đá cũng có thể gây nguy hiểm cho các nạn nhân bị vùi lấp bên dưới. Máy xúc và cần cẩu đã được triển khai phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn tại vùng này. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu nạn nhân bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra trong 2 ngày vừa qua, kéo theo 32 dư chấn phá hủy hàng trăm nhà dân cùng nhiều cao ốc, văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trung tâm mua sắm tại thành phố Meizu và khu vực lân cận cũng đã khiến cho 24 người thiệt mạng, hơn 855 người bị thương, trong đó có hơn 253 người bị thương nặng và có khoảng 25.000 người phải sơ tán. Bên cạnh đó thì mưa lớn đã khiến cho nước sông dâng cao và chảy xiết, gây ra lở bùn, phá hủy nhà cửa và đường xá. Gần 100.000 người đã phải sơ tán khi nước lũ đạt đỉnh tại thành phố Ly Thạch, Sơn Tây, Trung Quốc. Tại đây, khoảng 9.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại sân bay, khi khoảng 85 chuyến bay bị hoãn và 15 chuyến khác đã bị hủy bỏ. Theo sân bay quốc tế Sun News, đến 14:30 theo giờ địa phương, tức 13:30 theo giờ Việt Nam, tổng cộng có 13 chuyến bay đã phải hạ cánh tại các sân bay thay thế ở Trùng Khánh, Quý Dương, Côn Minh, Tây An, Biệt Dương, Nam Sung và Nghi Tân. Trong khi đó, hơn 1,87 triệu người cũng bị ảnh hưởng do lũ lụt ở tỉnh Cam Túc đã khiến 14 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 31.500 người phải sơ tán. Mưa lớn cũng gây lở đất tại các huyện Chư Song, cho đến nay chưa có báo cáo nào về thương vong liên quan đến lở đất. Theo giới chức địa phương, nước lũ tại hai con sông Gia Lăng và Dương Tử đã vượt mức cảnh báo ở mức lần lượt là 5,5